Trâm Ô Tô Hải Dương xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay em Trâm xin quay cho tất cả quý vị anh chị và các bạn một cái mẫu xe Ford Everest đời 2005, số sàn một cầu máy dầu. Chiếc xe này là máy dầu các bác nhé. Đấy, 7 chỗ, 8 chỗ nhé các bác, 8 chỗ chứ mày là 7 chỗ. Đấy, xe rất là to cao rộng rãi và nó là máy dầu. Bác nào mua chiếc xe này mà về chạy dịch vụ hay là về chạy hàng hay là về sử dụng cho gia đình nhà mình thì đây là một cái mẫu xe rất là tốt, một cái mẫu xe rất là bền bỉ và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Máy dầu các bác biết rồi là rất là tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Đời 2005 nhé, số sàn máy dầu một cầu 8 chỗ, xe mang biển là 36A29400 và chiếc xe này là gốc Hà Nội. Bác nào Sài Gòn Hà Nội mua chiếc xe này về không phải mất tiền biển nhé. Không phải mất tiền biển đâu các bác ạ. Đấy, chiếc xe màu đen. Xe của em là không có lỗi các bác nhé. Những chiếc xe của em đang bán là các bác yên tâm, hoàn toàn yên tâm là xe không có lỗi đâm va ngầm nước gì. Đấy, thì tất cả những xe nhà em đang bán thì không bao giờ là có cái lỗi như vậy. Đấy, trước khi mua về bên em cũng được cho kiểm tra rồi. Đấy, và test rồi. Cho thợ toàn thợ lành nghề kiểm tra thôi ạ. Cho nên các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của những chiếc xe nhà em, tất cả như là về máy móc hay là về gập bệ, số má, đúng không? Tất cả mọi thứ luôn nhé. Các bác hoàn toàn yên tâm. Bác nào mà đang quan tâm thì mời các bác qua xem để cảm nhận thực tế về cái chiếc xe Ford Everest này. Còn là bác nào mà ở xa xa, ví dụ như là ở khu vực miền Nam, miền Trung chẳng hạn thế, thì các bác xem video và kết nối Zalo để được nhận thêm một số hình ảnh và chi tiết hơn về cái thông tin của cái chiếc xe này nhé. Đấy. Thì bác nào mà mua thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ hồ sơ cho các bác. Đấy, còn chiếc xe này thì em đang giao giá với cái giá là 250 triệu đấy, bao hồ sơ, bao vận chuyển và có bớt độc lá cho bác, có bớt thêm một chút nữa. Đấy, bác nào mà không cần bao hồ sơ, không cần bao vận chuyển thì bên em sẽ bớt cho nguyên cái số tiền đấy nhé, gần chục triệu. Đấy, một cái mẫu xe 7 chỗ máy dầu rất là hợp lý luôn, đúng không? Chỉ có hơn 200 triệu thôi, các bác có mua được một chiếc xe máy dầu rất là rẻ, đúng không? Rất là hợp lý. Đấy, về chiếc xe này thì cái phần bên ngoài của xe thì khá là bóng bẩy, sạch sẽ, sơn si rất là bóng bẩy nhá. Thân vỏ mỏng, tất cả đèn pha trên, đèn pha dưới rất là sáng luôn. Bây giờ em sẽ quay gần hơn cho các bác xem cái phần ngoại thất của cái chiếc xe Ford Everest này nhé. Ở đây phần đèn của xe, phần đèn thì khá là sáng đúng không? Phần ga lăng, sơn si đấy ạ, sơn si thì rất là bóng mượt luôn. Sơn si rất là bóng mượt. Bây giờ em sẽ quay gần hơn cho các bác xem cái phần bên ngoài của cái chiếc xe này nhé. Đấy, sơn si đấy ạ, rất là bóng bẩy sạch sẽ luôn ạ. Dàn lốp dày luôn nhé, dàn lốp dày như là mới luôn. Đây các bác xem, lốp dày như mới. Và đăng kiểm của chiếc xe này đến còn đến tháng 7 năm 2019 các bác nhé. Còn dài. Xe này thì đăng ký tên tư nhân chính chủ. Bác nào mua bên em sẽ hỗ trợ hồ sơ ra tên nhé. Rất là đơn giản, nhanh gọn thôi. Xe được trang bị bệ bước lên xuống. Đấy, và đây là cái phần sườn bên phụ của xe nhé các bác. À, sơn si rất là bóng bẩy sạch sẽ, có thể là soi gương được luôn đúng không? Nội thất chiếc xe này cũng rất là đẹp. Một lát nữa sẽ quay các bác xem phần nội thất bên trong của cái chiếc xe này. Đấy, đây là cái phần đuôi của chiếc xe nhé. Chiếc xe này là dòng Everest thì chiếc xe nào là lốp cũng treo hết đúng không? Các bác biết rồi. Và chiếc xe này được lắp thêm một cái bộ cản sau này. Đấy, rất là an toàn cho xe sử dụng khi các bác lùi đúng không? Đấy thì bây giờ em sẽ mở cái tất cả bốn cánh này nhé. Tí em sẽ mở tất cả bốn cánh và quay các bác xem. Đấy, sơn si rất là bóng bẩy sạch sẽ luôn đúng không? Dàn lốp trên, dàn lốp dưới còn khá là dày. Khá là dày luôn đúng không? Đây lốp trên đi các bác nhé, lốp trên.
Đấy, tổng thể mấy cái lốp em quay hết rồi. Ok, tiếp theo quay các xem đấy được cái phần nội thất bên trong của cái chiếc xe Ford Everest này. Một chiếc xe máy dầu rất là tiết kiệm nhiên liệu, thì tầm khoảng 7 đến 8 lít trên 100 km thôi. Mà các bác biết rồi là máy dầu thì rất là rẻ, rẻ hơn xăng nhiều đúng không ạ? Ok, bây giờ em sẽ sang bên bây giờ em ngồi trong nội thất luôn. Đây, em sẽ mở quay cho các bác xem phần nội thất bên trong của cái chiếc xe này nhé. Ghế xong. Đây rồi, ok. Đây, bây giờ ngồi trong cái nội thất bên trong và quay cho các bác xem phần nội thất bên trong của cái chiếc xe Ford Everest này nhé. À, đây là tổng thể cái phần táp lô của xe này. Đây, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí ở giữa. Đây các bác xem vô lăng cũng còn rất đẹp. Đấy, chiếc xe này được thiết kế hai túi khí các bác nhé. Đây một túi khí nữa. Đây một túi khí nữa. Cái trăng trắng ở chỗ táp lô này là người ta dán bằng dính hai mặt đấy ạ. Các bác có thể tụi mình có thể cạo đi thì sẽ đẹp luôn. Và chiếc xe này được trang bị màn hình camera lùi trên gương. Đấy. Đấy, và đây là củ số này. Đúng không ạ? Hộp đồ. À, đây là ghế. Ghế các bác nhé. Rồi. Em quay qua đây, bây giờ em sẽ sang bên kia mở cái cánh bên kia em quay cho bác xem nhé. Mở hai cánh bên phụ ra. Quay cho bác xem được chi tiết hơn, nó sáng rõ nét hơn. Em vào em hôm nước cái đã, khát quá. Các bác đợi em một chút nhá. Thì em sẽ quay tiếp cho các bác xem. Còn đây là bãi xe nhà em nhé. Bãi xe nhà em thì có rất nhiều các dòng xe ô tô cũ giá từ 100 triệu cho đến 500 triệu. Đấy, bác nào mà quan tâm thì alo cho em để được biết thêm từng mẫu xe một. Đấy, còn rất là nhiều mẫu xe khác thì đang trên đường về và đang cho đi vệ sinh dọn dẹp nhé. Đấy. Các bác đang quan tâm đến những dòng ô tô cũ thì các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh của em để được cập nhật, để được theo dõi những cái mẫu video mới nhất em đăng lên theo ngày tháng. Rồi, ok, bây giờ em sẽ quay các bác xem tổng thể bốn cái cánh cửa này. Rồi cái phần táp lô, táp ly của xe này đúng không ạ? Đây là trần của xe các bác nhé. Đây là phần trần, trần thì được bọc ly lông rồi. Trần được bọc ly lông rất là sáng, hai dàn điều hòa mát lạnh. Xe được trang bị hai dàn điều hòa các bác nhé. Dàn trước thì trên đây, còn thì dàn sau thì đây các bác xem. Đây dàn sau đây ạ. Đây dàn sau. Hai dàn và ba vùng điều hòa luôn nhé. Đây một vùng nữa nhé, là hai vùng điều hòa. Đấy, xe được trang bị hai dàn và ba vùng điều hòa, rất là mát. Các bác ngồi trước ngồi sau cũng rất là mát luôn nhé. Đấy thì đây là cái phần trần của xe này, các bác thấy rằng là trần trước trần sau xe nó cũng còn rất là sáng luôn, đúng không? Nó có khách một chút. Alo, các bác đợi em một chút nhé. Đây là ghế da đằng sau các bác nhé. Alo. Vâng, 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 bác nói đi ạ. Bác nói nhanh một chút vì em đang quay video. Hai mươi ba, 24 á. À, xe đấy thì em bán rồi. Bây giờ anh vào Zalo đi. Anh vào Zalo đi, em gửi cho anh một mẫu số mẫu xe khác. Bây giờ em đang quay video đi nhé. Đợi em tí. Rồi, ok. Ok, bây giờ vừa rồi thì khách hứa mới lại em lấy cái mấy cái đồ. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác xem nhé. Đây là cái cánh bên lái này. Đây quay các bác xem. Gương kính hoàn toàn chỉnh điện. Đúng không ạ? Nội thất chiếc xe này là màu đỏ đen. Đây chủ trước người ta bọc da màu đỏ đen. Nếu mà các bác không thích cái màu đỏ có thể là về mình thay nhé, rất đơn giản thôi. Một bộ ghế da này nếu mà bọc thì cũng chỉ mất tầm khoảng 2 triệu thôi. 2 triệu một bộ ghế da mới luôn. Đây, quay con xem đây còn táp lô của xe nhé. Quay kỹ cho bác xem luôn. Ghế da còn đẹp, không hề bị rách gì. Không hề bị sờn, không hề bị rách đúng không ạ? Đấy,
trần ni lông bọc từ trên xuống dưới luôn, đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ quay các bác xem cánh đằng sau nhé, cánh đằng sau bên bên lái nhé. Cái đồ nhựa của xe còn tương đối là đẹp, đúng không ạ? Đồ nhựa của xe còn khá là đẹp luôn. Còn đây là cái phần đằng sau, đây, ghế da đằng đây, ghế da, bộ ghế da ở cái hàng ghế giữa. Và đây là cái sàn. Cái khoang xe rất là rộng rãi, đúng không? Rộng hơn Innova luôn. Nếu mà tính ra là chiếc xe này rộng hơn cái Innova các bác nhé. Rồi, ok, bây giờ quay bác xem đây. Đây là hàng ghế đằng sau đây. Ở hàng ghế kia thì nó hơi bẩn. Cái nội thất của chiếc xe này thì nó cũng chỉ hơi bẩn thôi nhé. Các bác mua về mình vệ sinh như cái là ok. Rồi đây là cái cánh đằng sau bên bên phụ các bác nhé. Đây, cánh đằng sau bên phụ này. Đây là nội thất bên trong. Và đây là cánh đằng trên bên cánh đằng trên bên phụ. Keo chỉ của chiếc xe này còn zin các bác nhé. Còn nguyên zin hết, không bị mất phần nào cả. Đây ghế da. Và đây cái phần tắp lô của xe. Ok, bây giờ sẽ quay các bác xem cái phần cuối cùng mới là cái phần máy của cái chiếc xe này. Máy của chiếc xe này rất là ok luôn. Các bác để bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì ra mình vặn chìa khóa là nổ luôn. Để luôn. Máy nổ rất là êm nhé. Tuy rằng là máy dầu nhưng mà nó cũng khá là êm. À, đây là cái phần máy của cái chiếc xe Ford Everest này nhé. Quay bác xem kỹ luôn. Đấy. Máy rất là khô ráo, sạch sẽ luôn ạ. Chiếc xe này là máy dầu, turbo tăng áp, rất là khỏe và rất là bốc luôn. Nổ rất là êm. Nói chung là về máy của chiếc xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Mua về các bác không cần phải động chạm gì đến máy cả. Rồi ok, vừa rồi thì em cũng đã quay giới thiệu cho các bác xem nghe về cái chiếc xe Ford Everest đời 2005, số sàn máy dầu một cầu, đúng không ạ? Biển 36 gốc Hà Nội, màu đen. Đấy, chiếc xe này em đang giao bán với cái giá là 250 triệu, thì bao hồ sơ và bao vận chuyển cho các bác toàn quốc luôn nhé. Đấy, và sẽ có sự bớt lộc lá cho các bác xem, bớt lộc lá cho các bác thêm. Đấy, bác làm một quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại là 0938 586 307 nhé, để được biết thêm chi tiết về cái chiếc xe này và em có thể chụp hình gửi cho bác xem thêm. Đấy, hôm nay thì em cũng hơi bận và cũng quay rất là nhiều xe cho nên là đôi khi nói nó cũng hơi được không được hay cho lắm, các bác thông cảm em. Và cảm ơn các bác đã quan tâm đến video này của em ạ.